Barbie không chỉ là phim về nữ quyền, Barbie là phim về nữ quyền. Barbie hạ đàn ông xuống để nâng phụ nữ lên. Thì đó là một số bình luận của cộng đồng mạng khi mà trải nghiệm bộ phim này. Ờ, tạm thời bỏ qua lý do vì sao họ vẫn xem được dù phim này bị cấm chiếu ở Việt Nam mà chỉ tập trung vào nội dung của những cái tranh cãi đấy. Barbie là phim tôn vinh nữ quyền. Ờ, theo tôi thì cũng đúng. Barbie hạ đàn ông xuống để nâng phụ nữ lên. Ờ, cũng đúng. Nhưng mà Barbie không chỉ có như vậy. Ẩn mình bên trong cái lớp vỏ trong sáng đấy thì Barbie không chỉ là câu chuyện về nữ quyền hay là phụ nữ mà nó là cái sự tồn động của tất cả những mặt tối trong xã hội. Nhưng mà thay vì là một bộ phim theo kiểu đắc đắc bù bù lờ mau tôi không sai thứ sai là thế giới này thì Barbie lại nêu ra những vấn đề với sự nhẹ nhàng và hài hước vậy thì Barbie có gì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực chất thì Barbie là câu chuyện về Toy Story nhưng mà thay vì chơi với Andy và bất động khi có người đến thì Barbie quyết định xây hẳn một thế giới riêng và gọi nó là Barbie Land tại Barbie Land thì giống như các học sinh sinh viên mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì các Barbie mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc sáng thức dậy chào mọi người lái con siêu xe màu hồng đi khắp phố phường chiều chiều ra đứng bên biển trông người chơi bóng lòng lại nôn nao tối thì lại mở party uh, quẩy cái các thứ nói chung là... Là ngày nào cũng toàn chơi bởi, ngày nay, ngày mai hay ngày kia thì đều như thế cả. Thì cứ tưởng là cuộc sống êm đềm này sẽ kéo dài mãi, nhưng mà Typical Barbie cũng là nhân vật chính bỗng nghĩ đến cái chết. Mà việc một Barbie nghĩ đến cái chết là chưa từng có tiền lệ và cũng vì thế mà cơ thể cô bắt đầu thay đổi. Thức dậy vào buổi sáng, mồm bắt đầu hôi, nước tắm thì lạnh, bánh nướng thì cháy, sữa thì hết hạn. Không còn gì tuyệt vời hơn cho mở đầu một ngày mới. Nhưng mà đỉnh điểm là gót chân chạm đất, điều mà chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra với một con búp bê Barbie. Như vậy thì có nghĩa là Barbie đã bị hỏng và hỏng thì phải sửa và để sửa thì phải đến gặp Barbie kỳ lạ hay là kỳ dị hay là gì đấy nói chung là kỳ Barbie này từng rất xinh đẹp nhưng mà do gặp phải mấy đứa trẻ có xu hướng BDSM nên là từ hoa hậu hòa bình nó hóa một phát thành Ursula Barbie kỳ dị và thiết bị của Barbie gặp nhau và thiết của Barbie bảo là tôi nghĩ tới cái chết nên là cơ thể tôi bị thay đổi bà sửa cái chân của tôi và biến mọi thứ trở lại như cũ được không Barbie kỳ dị bảo không và suy luận rằng Typical Barbie bị như vậy là do những vết nứt không gian giữa thế giới thực và Barbie Land. và để chữa lành cái vết nứt này thì Barbie có ba lựa chọn một là đeo giày rồi mất trí nhớ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hai là sửa chữa lãi vết nứt ba là nghe podcast của chị thúy minh tất nhiên là nếu chọn một thì phim sẽ hết ngay từ phút thứ 20 và ở barbie land thì không có wifi để xem podcast của chị thúy minh barbie chọn một nhưng mà barbie kỳ dị không cho ơ vờ lờ, thế đưa cho người ta hai lựa chọn làm gì bro thế là barbie phải lựa chọn hai tức là đi đến thế giới thật cùng với ken để tìm ra đứa trẻ đã chơi barbie hồi bé và khi tôi nói chơi là chơi như đồ chơi không phải là chơi nhau nhé và lúc này câu chuyện của barbie mới thực sự bắt đầu sau bảy cái thế giới thì cuối cùng barbie và ken tới được thế giới thực để gặp Sasha, cô gái chơi cùng mình. Nhưng mà cũng giống Andy trong Toy Story thì Sasha giờ đã lớn và búp bê Barbie không còn là món đồ chơi yêu thích, thậm chí Barbie còn là một biểu tượng chống lại những thứ mà Sasha đang hướng tới, đó là nữ quyền. Đối với Sasha thì Barbie chính là thứ khiến nữ quyền đi lùi tới 50 năm. Vì sao? Tại vì là Barbie được ra mắt vào năm 1959, lúc đấy thì Barbie được coi là một bước đột phá lớn cho phong trào nữ quyền tại thời điểm đó. Khi mà phụ nữ vẫn chưa được quyền quyết định chồng của mình là ai thì Barbie cũng thế, kiểu Barbie và Ken. Nhưng mà bỏ qua vấn đề chồng con nhé, thứ Barbie mang lại cho các cô gái chính là sự tự tin thay đổi phụ nữ không được chọn chồng nhưng mà chọn việc làm thì vô tư Barbie có thể là bất kỳ ai từ doanh nhân thành đạt đến phi hành gia không gì là không có khởi đầu của Barbie đối với phong trào nữ quyền rất là tích cực nhưng mà lâu dần thì Barbie vô hình chung đã tạo ra những tiêu chuẩn dành cho phái nữ như là phải xinh đẹp phải gầy nhưng mà không được gầy quá phải mũm mĩm thôi chứ béo là không được và dù có đang bị đau bụng với một cơn đau ngang khi đau tim cũng như là kéo dài suốt 5 tiếng thì vẫn phải vui vẻ tham gia hoạt động xã hội xin lỗi vì bình thường con trai tôi cũng chẳng muốn tham gia hoạt động đấy đau bụng kinh mà bắt tham gia mấy cái đấy thì thôi nhưng bởi vì Barbie các búp bê nên là Barbie có thể hoàn hảo nhưng mà với con người thì khác có những người phụ nữ tài giỏi tham vọng muốn trở thành CEO hay là người nổi tiếng nhưng mà cũng có những người chỉ cần mua điu goods Amelie được giá hơi là vui cả ngày thôi thì đó là lý do mà Sasha cho rằng sự xuất hiện của Barbie là một bước lùi cho nữ quyền Sasha có thể đúng nhưng mà cũng có thể sai tại vì Sasha không đại diện cho tiếng nói của cả một cộng đồng nên là cũng không thể phủ nhận những gì mà Barbie đã mang đến cho phái nữ và sau khi bị một con bé nhỏ hơn mình mấy chục tuổi xỉ và vào mặt thì Barbie trở thành MCK suy đấy nhưng mà thay vì viết nhạc tình thì cô chọn từ bỏ và thế giới loài người thì không được như những gì Barbie mong đợi phụ nữ không nắm quyền và dù đã kết thúc từ lâu nhưng mà chế độ gia trưởng thì vẫn còn đó vai trò của búp bê Barbie thứ mà cô luôn tự hào nay đã trở nên vô dụng Barbie dần mất niềm tin vào bản thân và đỉnh điểm là khi chứng kiến Barbie Land đã bị các kén chiếm đóng lúc này thì Barbie rơi vào khủng hoảng và bắt đầu tự đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của bản thân và đây là lúc mà chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện chủ nghĩa hiện sinh hay là thuyết hiện sinh là một cái chủ nghĩa triết học bắt nguồn từ một nhóm triết gia thuộc thế kỷ 19 chủ nghĩa hiện sinh thì nó nhấn mạnh kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm đủ đấy chủ nghĩa hiện sinh nhấn mạnh hành động và cách sống cá nhân của mỗi người nó nôm na thì cái chủ nghĩa này nó nói là thế giới này chỉ có thể tồn tại nếu như mỗi cá nhân đều sống đều trải nghiệm và đều tư duy thế giới của mỗi người chỉ có thể tồn tại nếu người đó thực sự sống tồn tại ở đây không chỉ đơn thuần là chứng minh giá trị của bản thân với người khác mà còn là sự tự thừa nhận giá trị của bản thân mình nghe nó có hơi phê phim không có đấy nhưng mà để dễ hình dung hơn thì nó sẽ là như này bạn là một sinh viên đại học bình thường trong khi bạn bè cùng trang lứa có sugar daddy đi đứa thì làm tiktok cờ, kiếm tỷ một tháng bạn thì đang nằm đấy và thấy mình chả làm được gì cho đời cả Nghe giống như tôi hồi đại học cái khoảnh khắc mà bạn nhận ra điều đó ấy, thì cũng là lúc mà chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện sau khi nhận thức được bản thân mình là vô dụng thì bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi là cuộc sống này có ý nghĩa gì khi mà đứa làm bục mặt lương 5 triệu còn đứa ngồi nhà nói đạo lý tặng háng thì tháng kiếm trăm triệu tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rồi tự hoang mang với cuộc đời thì nó cũng là một phần của triết học vâng bạn của tôi overthinking sẽ khiến bạn trở thành một triết gia à, quay lại với Barbie đi typical Barbie nhận ra rằng bản thân mình không có giá đến thế vì giá mua ngoài chợ rất rẻ còn Barbie thậm chí còn chẳng ai muốn mua nữa Barbie hoàn toàn không phải là ai cả Không phải là tổng thống, không phải luật sư Đến cả sự truyền cảm hứng là cái tác dụng cốt lõi của búp bê Barbie mang lại Cũng không còn tác dụng nữa Thì Barbie bị hoang mang và muốn tìm ra giá trị thực sự của mình Dù bằng bất cứ cách nào Đấy theo tôi là lý do mặc dù đã chiến thắng và đòi lại Barbie Land từ tay các Ken Nhưng mà Barbie vẫn không muốn chọn ở lại nơi này Barbie muốn một sự thay đổi để tìm kiếm bản thân và khẳng định giá trị của mình Cái cảnh cuối cùng khi mà Barbie lúc này là Barbara tới một phòng khám thì cô này đã chọn khám phụ khoa thì tôi nghĩ là búp bê Barbie không có bộ phận sinh dục và với một người không có bộ phận sinh dục thì tại sao lại phải quan tâm xem là con bím của mình có ổn không nhưng mà Barbie bây giờ đã là Barbara là con người nên là theo tôi cái việc đi khám phụ khoa ở đây là một lối nói để chứng minh là Barbie đã hoàn toàn trở thành con người tôi nhớ là Ken sau khi cùng Barbie tới thế giới thật thì cũng được tiếp xúc với một xã hội hoàn toàn lạ lẫm nơi mà đàn ông có thể làm trong những vị trí quan trọng lần đầu tiên nhận được sự tôn trọng từ một người khác Ken như mở ra một chân trời mới từ đấy bắt đầu mua mấy cuốn sách dạy làm real man và đem cái tư tưởng đấy truyền bá đến đến các Ken khác tại Babylon. Theo tôi thì đây là sự ảnh hưởng của quyền lực tới căn tính của con người. Theo quan điểm của cái ông này về quyền lực dưới góc nhìn xã hội học thì xã hội và quyền lực có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Xã hội được tổ chức không phải bằng sự nhất trí hay là sự kiểm soát và cưỡng bức từ bên ngoài mà là hệ thống giám sát và kỷ luật ngầm đối với thể xác con người. Có nghĩa là bất cứ cái gì khiến con người vô thức nghe theo chính là quyền lực. Pháp luật cũng là một dạng quyền lực. Anh bạn này thay vì cầm phóng lợn và đi chọc tiết người mà lại cầm dao chọc tiết lợn. Một phần đấy là vì nghề nghiệp của anh ta. Một phần cũng là vì nếu mà chọc tiết người thì anh anh ta sẽ phải đi tù bởi vì vô thức sợ hãi việc đi tù nên là anh ta không phạm tội. À, từ đó thì cái ông kia cũng đưa ra một ý kiến là con người bị chi phối bởi quyền lực nên là họ cũng không nắm quyền và sử dụng nó. Vậy thì sự ảnh hưởng của quyền lực tới căn tính là như nào? À, căn tính hay là identity là một game của SE không? ý Tôi là căn tính hay là identity hay là bản sắc bản vị của một người hay là vật thể? Nói dễ hiểu thì nó là bản chất con người, không bàn đến con người nói chung của xã hội mà tập trung vào Ken đi. Ken khi mà xuất hiện thì là một uh, Omega male không mục tiêu, không hoài bão cũng không một ý chí nghe giờ vui vẻ. Phải. Ken được tạo ra vì Barbie nên là cuộc đời của Ken thì cũng chỉ xoay quanh Barbie nói chung là sự tồn tại của Ken không hề quan trọng nhưng mà cậu ta cũng không đứng lên đấu tranh chống lại điều gì đó bởi vì ngay từ đầu thì mọi thứ nó đã như thế rồi người không bình thường sống giữa những người không bình thường thì sẽ là bình thường Ken chỉ thực sự nhận ra rằng mình không bình thường khi mà tới thế giới thật lý do mà Ken từ một thằng loser lại muốn trở thành bá chủ thế giới là vì được tiếp xúc với quyền lực cũng từ đây thì quyền lực thủ tiêu cái căn tính gốc bắt chủ thể khoác lên mình một căn tính khác kiểu anh sẽ làm giang hồ vì em Ken hóa Mikey à, bật bản năng hắc và mong muốn thống nhất thiên hạ <laughs> cái việc Ken và các Ken khác thay đổi thì có thể là dễ hiểu nhưng mà tại sao các Barbie khác cũng thay đổi theo thì theo tôi câu trả lời tương tự như Ken thì các Barbie này chưa từng được tiếp xúc với một thứ quyền lực khác và con người thì thường sợ những thứ mới nhưng mà cũng đồng thời bị nó thu hút nói như vậy nhưng mà chỉ bằng thông não chi thuật mà Ken khiến tất cả Barbie phục tùng mình thì anh ta sẽ nghĩ sao về chiến tranh hạt nhân thì đoạn này thực chất tôi thấy là giống với plot AM hơn bởi vì toàn bộ quá trình các Barbie biến đổi đều không được ghi lại mà đạo diễn thì cần tiếp tục câu chuyện của mình nên là chắc là cái gì khó quá để mình tham skip quay trở lại về vấn đề được đặt ra ở đầu video thì Barbie liệu có phải phim về nữ quyền hay không? Đầu tiên thì uh, lạm bàn một xíu về nữ quyền là gì đi. Theo nguồn Trust Me Bro thì nữ quyền là một loạt các phong trào và hệ tư tưởng chính trị xã hội hướng đến việc xác lập sự bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống như là chính trị, kinh tế, cá nhân và xã hội. Hiểu đơn giản thì đây là một phong trào đòi quyền bình đẳng cho nữ giới trong xã hội đã bị tư tưởng phụ hệ thống trị một thời gian dài. Những quyền được đòi ở đây thì đều là quyền cơ bản của con người như là quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền làm việc, quyền được hưởng lương công bằng, quyền sở hữu tài sản, quyền được được giáo dục này, quyền được thỏa thuận hợp đồng, quyền bình đẳng trong hôn nhân, quyền nghỉ thai sản để tạo nên sự hòa hợp xã hội cũng như là bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các tệ nạn như là hiếp dâm, quấy dối tình dục và bạo hành gia đình và rất nhiều điều khác nữa. Nhìn chung thì về mặt bản chất thì đây là một phong trào hướng đến những điều tốt nhưng mà bản chất mà gặp xã hội thì tất nhiên là nó bị mèo mó đi rồi do sự phát triển của xã hội này đặc biệt là một sở thú mang tên tiktok mà nhiều người bị hiểu sai này và có cái nhìn xấu cũng như là những người đi tuyên truyền cái đấy nó làm nó bị xấu đi theo tôi tìm hiểu thì nữ quyền không chỉ đấu tranh cho nữ giới mà còn cho sự bình đẳng về quyền và cơ hội của mọi giới và tất nhiên trong đây có cả nam giới nữ quyền được thể hiện trong Barbie là một cái nữ quyền như thế thì cái bộ phim này chỉ ra là không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng phải chịu những áp lực vô hình từ dư luận trong phim thì các Barbie trong Barbie Land không hề có tên riêng mà tất cả họ đều chỉ là hình mẫu một Barbie thì phải hoàn hảo sáng thức dậy điều đầu tiên một Barbie làm là không phải suy nghĩ xem liệu đi làm có thực sự cần thiết đến thế không mà là chào hỏi những người bạn Barbie xung quanh với một nụ cười xinh đẹp à, các Barbie trong Barbieland đều giống nhau ngày nào cũng phải thể hiện mình đang trải qua một ngày hoàn hảo không mình sẽ bị coi là kỳ lạ và phải chuyển tới nơi của những Barbie kỳ lạ giống như ở thế giới thực thì con người lúc nào cũng phải giấu cái bản chất thật của mình đi và thể hiện ra bên ngoài là một con người phù hợp với chuẩn mực của xã hội kiểu như là con gái phải thích màu hồng hình như là ngày xưa màu hồng được thể hiện cho sự nam tính như vậy cái việc màu hồng trở thành màu của sự nữ tính là kết quả marketing hay như sao ấy. và bởi vì là phái yếu nên là con gái không được quá mạnh mẽ con gái học nhiều làm cái gì sau này đàn nào chẳng lấy chồng hoặc là cũng là đi hiếp dâm con heo để bà già sống biển nhưng mà con trai thì là do nó là con trai chơi bơi tí cũng được còn con gái thì là loại mất dậy hết cứu đàn bà con gái mà đôi đòi là giới tính nào đến cũng không nên làm thế tương tự thì nữ quyền cũng được thể hiện ở ken ken được tạo ra để Barbie trở nên hoàn hảo hơn vì vậy mà các ken thì còn chả có chỗ ở mà địa vị xã hội thì thua mỗi wibu nhưng mà sau khi được tiếp xúc với chế độ gia trưởng ở thế giới thực thì ken bắt đầu thay đổi và tự ép mình vào quy chuẩn xã hội ờ, à, giống mấy cuốn sách dạy làm roman viết thì đàn ông phải thật mạnh mẽ và nhiều quyền lực người đàn ông thực thụ thì sẽ chỉ khóc khi mà anh ta rơi nước mắt ken cũng phải gồng mình lên để đi theo những định kiến này trong khi điều duy nhất anh ta muốn là được sống chung một nhà với babi sim nữ quyền thì chính là cái thứ để giải phóng con người khỏi những ràng buộc kể trên phụ nữ có thể là người mở chai nước thì đàn ông cũng có thể là người nhận chai nước đã mở đó và thay vì bị áp đặt bởi diễn ngôn thông điệp về nữ quyền trong Barbie muốn kêu gọi con người hãy kệ mẹ bà hàng xóm và tự tin khoe cá tính chót lại là bạn hỏi tôi có nên xem Barbie không thì câu trả lời tất nhiên là có ấy tức là vui vẻ các bạn muốn chúng tôi phân tích bộ phim nào tiếp theo thì hãy comment bên dưới và đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại.